Các bạn thân mến, trong video tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bài số 3 là chúng ta sẽ khai báo một cái mảng integer, sau đó là thực hiện các cái vòng là for x, y và do y để xử lý dữ liệu trong cái mảng mà chúng ta vừa khai báo. Ở đây thì tôi sẽ thực hiện xây dựng một cái mảng khoảng 10 đến 20 phần tử. Sau đó là chúng ta sẽ dùng vòng là for để xử lý dữ liệu, ví dụ như sắp xếp hoặc là cho nó hiển thị lên trên màn hình. Rồi là chúng ta thực hiện các cái câu lệnh for x hoặc y, do y để chúng ta thứ nhất là chúng ta hiểu được về các cái vòng lặp này sẽ thực hiện như thế nào. Và thứ hai nữa, chúng ta cũng thực hiện xử lý các cái dữ liệu cơ bản trên C#. Chúng ta sẽ bắt đầu cái video này. Đầu tiên chúng ta khởi động chương trình Visual Studio. Chọn New Project. Chọn Controller Application. Và ở đây tôi ghi là bài 3. Mảng và các vòng lặp. Chúng ta nhấn phím OK. Đầu tiên tôi sẽ khai báo một cái mảng integer. Cách khai báo mảng, chúng ta gõ chữ kiểu dữ liệu, sau đó là dùng hai cái móc, hai cái ngoặc vuông. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái tên mảng, tôi lấy là mảng là A này chẳng hạn, đúng không? Bằng. Và ở đây tôi có thể đưa luôn vào các biến vào. Chẳng hạn tôi lấy các cái biến 12, các cái dữ liệu luôn. 25, 765, 24, 34. Các bạn có thể lấy bất cứ một cái giá trị nào cũng được. Ở đây tôi lấy ví dụ như là chúng ta lấy một cái mảng gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tôi lấy một cái mảng gồm có 12 phần tử. Cái công việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là chúng ta sẽ thử sử dụng cái vòng for. Tôi sẽ dùng for khai báo biến integer ngay trong mảng là y bắt đầu từ 0, y nhỏ hơn, ở đây chúng ta dùng 12 biến nữa, 12 giá trị cho nên y nhỏ hơn 12, và y cộng cộng. Đấy, chúng ta sẽ khai báo cái bìa mảng như này. Và chúng ta sẽ đọc lên đây controller.write. Write ở đây chúng ta write ra màn hình là một cái mảng, tức là chúng ta hiển thị cái dữ liệu. Đây là tôi cứ đưa cho nó vào một tab đi. Vừa vào một tab là giá trị của A, Y, đúng không? A, Y. Rồi. Và ở bên dưới này chúng ta cũng không quên được một cái câu lệnh, đó là controller.readline để cho nó hiển giữ lại màn hình. Rồi. Ở trên này trước khi mà chúng ta thực hiện các cái vòng lặp thì chúng ta nên có một cái controller đưa vào đây một cái đây là chúng ta dùng cái hiển thị vòng lặp for. Được chưa? Đấy. Để chúng ta biết nó là cái gì, đúng không? Bây giờ tôi chạy thử. Chúng ta nhấn nút start. Đấy, ok rồi. Sao toàn thì AI thế này, có chết không nhỉ? Các cái giá trị đây không đúng rồi, đúng không? Chúng ta cứ chọn property để chúng ta xử lý lại cái màn này đã. Scan text màu xanh. Phông này chúng ta cho nó thành 20 đi, đó. Chưa? Đấy, như vậy là ở đây nó chỉ lấy AI nhưng mà chúng ta chưa biết là nó như thế nào.
chúng ta y ở đây là chúng ta cho nhỏ hơn là a chấm len à? Đấy, chúng ta tức là chúng ta dùng cái a chấm len, tức là nhỏ hơn cái độ dài của cái mảng ký tự. Và ở trong này thì tôi khai báo một cái biến ai, sao lại không chạy ra nhỉ? À thôi được rồi, chúng ta sẽ làm kiểu này, bởi vì ai này nó không hiểu nó là cái gì đâu. Nhầm đấy, không, đúng không? Và đây chúng ta khai báo đây là ai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy thử xem nó đã ra được cái giá trị của nó chưa. Được rồi, đúng không? 12, 25, 65. Đó. Đây, toàn bộ cái mảng này nó đã có 12 giá trị đã xuất hiện ở đây, ở trên cái màn hình hiển thị, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công việc thứ hai, là chúng ta thử xử lý cái dữ liệu đó. Tôi controller.write line, và chúng ta ghi ở đây là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn như tôi dùng vòng for để xử lý dữ liệu bằng cách là chúng ta cho nó tăng dần lên. Chúng ta dùng vòng for integer y bằng 0, y nhỏ hơn len, a.len, tức là cái chiều dài của mảng ấy, và y cộng cộng. Trước hết là chúng ta sắp xếp nhé, chúng ta thực hiện sắp xếp trước thì chúng ta phải có một cái vòng for thứ hai, đúng không? Integer z bằng 0, z nhỏ hơn a. À, chỗ này là z, ở đây chúng ta sẽ cho nó chạy từ 1 chứ không z thì ở đây chúng ta cho nó chạy từ y cộng 1. Đó. Z nhỏ hơn a.len. a.len. Còn cái y này chúng ta chỉ cần cho nó chạy từ a.len trừ 1 thôi, đúng không? Để chúng tức là chúng ta sẽ sắp xếp nó chết nhầm. z.len này, và sau đó là z cộng cộng, đúng không? Tăng lên. Được chưa? Và đây là chúng ta dùng biến if. Nếu như a của y mà, bởi vì chúng ta sắp xếp tăng dần mà nó mà lớn hơn a z, nếu mà a y mà lớn hơn a z thì chúng ta đổi chỗ, đúng không? Chúng ta sẽ thực hiện đổi chỗ như sau. Đó là integer tạm, chúng ta lấy một cái biến tạm bằng ai, để chúng ta lấy cái biến này đã, đúng không? Sau đó là ai chúng ta sẽ cho nó bằng là az. Đấy, và sau đó là chúng ta lấy az thì lúc này chúng ta gán bằng biến tạm, được chưa? Đấy, thế là xong với phần sắp xếp, đúng không? Tiếp theo chúng ta cho hiển thị cái này thôi, đúng không? Copy này xuống, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta thử xem là cái kết quả của nó sẽ như thế nào. Đấy, sắp xếp theo thứ tự sẽ tăng dần, đúng không? Nhưng ở đây thì chúng ta quên mất là không cho nó xuống dòng, cho nên là cái trên với vòng lặp trên, vòng lặp dưới nó dính vào nhau. À, chỗ này chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần đây. Chỗ này các bạn có thể thêm một cái gạch chéo N thì chúng ta sẽ có kết quả như sau. Được chưa? Là cái vào hiển thị vòng lặp for thứ nhất, sau đó cái vòng lặp bình thường, tức là cái các cái giá trị đầu tiên thì nó vẫn như cũ, nhưng mà đến khi mà chúng ta sắp xếp thì nó sẽ sắp xếp từ nhỏ cho đến lớn, chẳng hạn như vậy. Đấy là về vòng for, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái vấn đề thứ hai, đó là chúng ta sử dụng cái vòng for x, đúng không? Chúng ta đưa ra đây một cái thông báo chấm write, đúng không? Chúng ta đừng quên mất là chấm n, đúng không? Sử dụng for x. Đấy, chúng ta hiển thị xem
Tức là chúng ta không dùng từ sử dụng mà chúng ta có thể nói rõ đây là hiển thị, đúng không? Hiển thị bằng vòng lặp for x. Yeah. Tôi sẽ dùng for x. For x của integer error in a. Yeah. Đấy. Tức là chúng ta hiểu rằng là tôi có một cái vòng và tôi lấy một cái biến error chạy theo cái vòng lặp a này. Và ở đây cũng rất đơn giản, tôi chỉ cần controller nó ra thôi. Đúng không? À, xin lỗi, chỗ này chúng ta hiển thị cái này là error chứ không phải là a gì đây nữa, đúng không? Tôi hiển thị theo error nhé. Nào bây giờ chúng ta thử xem kết quả nó như nào. For x integer error. Rồi. Ok. Đấy, thì các bạn thấy là cái vòng lặp trên nó sắp xếp như nào, dưới thì y như thế, đúng không? Và chúng ta hiển thị được theo for x. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng while, đúng không? Chúng ta sẽ hiển thị vòng lặp while. Đấy, vòng lặp while. Được chưa? Đấy, để hiển thị vòng lặp while thì chúng ta cần phải khai báo một cái biến integer y cho nó bằng 0. Được chưa? Và ở đây tôi sẽ dùng while. While cho đến khi nào mà y nhỏ hơn a.len. Được chưa? Tức là đến khi mà nó lặp, cho đến khi mà nó đến cái giá trị cuối cùng thì phải dừng lại, đúng không? Và tất nhiên tôi chả dạy gì mà đã gõ lại, copy lại cái dòng này. Và ở đây chúng ta cần phải có y cộng cộng, đúng không? Thực ra cái y cộng cộng này chúng ta hiểu là nó là y bằng y cộng 1 ấy, đúng không? Tức là tôi tăng cái biến y lên. Chúng ta hiển thị xem bằng while xem nào. Có lỗi gì đó, đúng không? Chắc chắn là lỗi rồi, cho nên là nó mới bị như này. Đó, chúng ta xem cái lỗi. The name error. À, xin lỗi, chỗ này chúng ta quên mất. À, chỗ này phải là AI. Xin lỗi. Đấy, cho nên là nó lỗi ngay và luôn. Không sao cả, đúng không? Lập trình cái chuyện. Ôi, từ từ đã. Hình như nó vẫn có cái lỗi gì đó. Y for integer y, đúng không? À, bởi vì chúng ta khai báo cái biến y ở bên ngoài này cho nên nó mới phức tạp, đúng không? Thôi, như thế này vậy. Chúng ta dùng một cái biến gọi là biến k đi, đúng không? Nếu không thì nó phức tạp quá, đúng không? Biến k. Ôi. K này. Và đây là k này. Và đây là k cộng cộng, đúng không? À, đúng rồi, bởi vì là chúng ta dùng biến trong biến ngoài thì đều là y cả. Mình một khi đã khai báo ra ngoài này rồi thì cái biến này sẽ không được sử dụng nữa, đúng không? Bởi vì nó sẽ hiểu nó là cái này cho nên nó trùng tên biến nhau, là nó không biết nó là cái gì nên nó báo lỗi. Thực ra như vậy là vòng là hiển thị theo vòng lặp while đã ok, đúng không? Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục với vòng lặp do while. Ở đây tôi khai báo tiếp một cái biến integer k, rồi bây giờ đến thôi n đi, đúng không? N chúng ta gán bằng 0 và chúng ta dùng vòng lặp do while, đúng không? Và ở dưới này chúng ta đừng quên cái câu while. While cái gì ạ? While cho đến khi mà k n nhỏ hơn a.len. Được chưa? Đấy, thế xong, đúng không? Chắc phải chấm phẩy. Và ở đây chúng ta cũng không quên mất là sử dụng lại cái thằng kia. Y thế mà do với do while giống nhau thôi. Bởi vì là nó chỉ khác một cái là cái thằng này khi mà cái giá trị này vẫn còn, nếu mà nhỏ hơn này thì nó vẫn tiếp tục xử lý, nhưng cái này nó lại xử lý sau. Tức là mặc dù đến cái giá trị nó vẫn xử lý thêm một lượt nữa. Thế cho nên là hai cái thằng này nó cũng có một chút khác nhau. Tất nhiên ở đây chúng ta phải khai báo ở đây là n. A của n. Cái này là n. Đó, n đây. Được chưa?
N cộng cộng, chứ nếu không nó lại nhầm mất, đúng không? Và ở đây chúng ta nói đến một cái vòng lặp, xin lỗi, chỗ này chúng ta còn thiếu một thứ nữa, đúng không? Chứ nếu không người ta cũng chẳng biết cái vòng lặp này ở đâu ra. Trong cái thông báo ở đây là vòng lặp này, vòng lặp do chấm chấm chấm, đúng không? Do why. Nào thử xem nào. Đấy, như vậy là hiển thị vòng lặp do why và các cái vòng lặp kia cũng không có gì khác nhau cả, đúng không? Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong ba các cái vòng lặp. Đầu tiên là chúng ta nhớ là cái cách khai báo mảng, đúng không? Đây chúng ta, đây là khai báo mảng này. Khai báo mảng, đúng không? Tiếp theo đây là chúng ta hiển thị cái vòng lặp for. Sau đó là chúng ta, thôi không cho cái này vào nữa. Thực ra trong cái lập trình mà các bạn chịu khó viết mà những cái này thì cũng là cái tốt. Đó, hiển thị vòng lặp for này, đúng không? Sau đó ở đây chúng ta sắp xếp này. Đấy, ở đây thì dưới này thì chúng ta lại sử dụng for x này, đúng không? Rồi là sau khi for x rồi thì chúng ta lại hiển thị bằng vòng lặp while, và cuối cùng là chúng ta sử dụng do while. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái bài 3 là thực hiện khai báo một cái mảng, rồi thực hiện các cái vòng lặp for, for x, while và do while. Thế thì bài sau là chúng ta sẽ thực hiện bài 4 là vấn đề xử lý ngoại lệ, tức là xử lý các cái lỗi xảy ra trong cái quá trình mà chúng ta lập trình bằng các câu lệnh try catch. Video của chúng tôi xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.